Rồi, ok anh em nhé. Con này thì mới làm bộ nồi này. Đó, cái này lên bộ nồi rồi. Anh em chia sẻ tiếp. Làm nồi thì chúng ta phải thay quả lốp và đồng thời thay bố thắng. Đấy, làm nồi mở tua thì anh em phải thay những cái này. Và làm chén cổ nữa, cho khách hàng đi nó không còn độ kêu cọc cọc này. Và làm cho khách hàng quả lốp nữa để bo cua cho nó ok nha anh em. Đó. Làm nồi là phải mở tua. Mở tua là lốp mòn là phải thay lốp và đồng thời bố thắng, để chúng ta bo cua cho nó có sự bám đường. Và thắng là phải dính. Đúng không ạ? Chia sẻ đi. Đúng không? Anh em đồng tình không? Thì ok, mình lại tư vấn cho anh em cái vấn đề nồi kế tiếp và đồng thời mình sẽ map mở tua. Đấy. Thì có vẻ là cái xe này, cái chậu mâm nhôm này nó còn đẹp và nguyên nhân tại sao nó hư. Này, cánh quạt này nó còn chưa có khuyết bao nhiêu rồi. Đúng không? Đó. Cánh quạt thì xài đẹp nhưng đồng thời chậu bi nó sẽ bị hư. Đây, chậu bi vẫn còn đẹp, chưa có khuyết. Đó, nhưng trong này nó lại hư. Đấy, chúng ta thấy không ạ? Đây. Thấy chưa? Hư. Hư cái này lên thì chúng ta để ba nó sẽ sọc. Nó sẽ sọc nha. Đó, rất bén. Hư cái này nguyên nhân cho các bạn chạy 6 viên bi nó quá rẻ là một. Cái thứ hai do các bạn xếp bi. Còn chậu này chậu zin rồi. Đó. Chậu nhôm này nó sẽ là nhôm tốt, nhôm có chất lượng. Nhưng tại sao lại phá nguyên nhân như thế này? Thì do các bạn thay bi nó quá rẻ. Và cái thứ hai do các bạn xếp bi. Đó, xếp bi. Thì đương nhiên nó sẽ quay ở cái chiều này nó giặt. Đúng không ạ? Đó, thì đây nó sẽ pẹt cái đầu này đầu tiên. Rồi anh em vào nhiều mình sẽ mở tua luôn. Phú Hòa chờ em trong vòng 30 phút nữa là xong nha. Phần mềm đang gặp vấn đề chút xíu. Đó. Được chưa? Đây cho các bạn đi bi này. Đấy, do các bạn xếp bi và cái bi nó kém chất lượng. Đó, móp méo hết này. Đó, móp méo hết. Thấy chưa? Đó. Và đây. Đây là nguyên nhân của nó phá cái chậu bi này. Đó, bởi vì nó sẽ lòi sắt ra và đồng thời nó sẽ đọng vào cái nhôm này. Đó. Các bạn xếp cái này là đúng chiều này, nó tọng, bi kém chất lượng, nó tọng, nó vả. Thì tự nhiên nhôm sẽ hư, chậu nhôm này còn đẹp này, chưa khuyết. Đấy, chậu khô mà chưa khuyết, còn đẹp. Đó, nó đã phá hư cho các bạn. Đấy là do các bạn chạy bi. Được chưa? Rồi, cái xe này phun nồi rồi. Phun nồi, phun lọc gió, phun họng ga, phun dây ga, phun lốp, phun chén cổ, phun bố thắng. Đấy, mở tua phải làm cả chén cổ, không là nó sẽ bị cọc cọc. Ok. Anh em nhìn thấy mới không? Rồi cái này mình được căn chỉnh ở giữa bộ nồi sau và bộ nồi trước. Đó, anh em nào cần thì mỗi người thử một bộ. Rồi chúng ta sẽ nổ máy này. Con này 26. Em không? Em ru.
Đó, giờ ngắt van cầm chừng này, đóng van cầm chừng lại, Ganti nổ anh em thấy không? Êm nhíp. Regola này không có vẫy này. Đó. Anh em thì thấy không, Regola không có quyền vẫy ở Ganti được. Nồi neo từ bên dưới cho tới bên trên. Đó. Anh em thấy nổ êm không? Bao tiếng lọc cọc từ cái động cơ cho tới nồi im nhíp. Anh em thấy ok không ạ? Chia sẻ nhá. Anh em nghe thấy phê không? Anh em nghe thấy nổ gan tia sướng không ạ? Rồi. Vẫn chặt chưa? Vẫn chặt chưa? Cái này lên hết khoảng 150 nha anh em, hơn 150 nha. Cái này mình kéo chưa hết ga nha các bạn. Im thầm thì luôn. Rồi, ok, bây giờ mình chơi các bạn. Remap. Tắt máy đi nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kết nối với Smart Tool. Đấy, làm như vậy khách hàng chạy với khoái. Trên con A-Black 216 được trang bị đèn LED khóa chìa. Rồi chúng ta để bô máy nha. Rồi mở khóa máy, lấy tiền nè, mở công tắc máy cho anh em trai. Rồi cái này chiều nay đi Thanh Hóa luôn nha, máy kia, máy này máy test, kiểm tra bản của Smart Tool. Rồi cái này cái bản mới nhất nha anh em, 9.9.4R. R là cao nhất hiện tại của Smart Tool. Update ngày 23 tháng 10 2021. Rồi đơn giản chúng ta mở tua như thế này này. Đầu tiên hiện tượng cái menu của máy nó sẽ là 1 2 3 4 5 6 7 thông tin của máy. Thì cái này chúng ta chọn động cơ thì đương nhiên nó tự động nhận diện. Động cơ này Honda. Thì trong này nó cũng thông thường thôi, cho các bạn đọc lỗi hiện hành và lịch sử và xóa và reset của ECM và dữ liệu động cơ. Dữ liệu động cơ. Thì đầu tiên các bạn muốn remap thì các bạn phải đọc lỗi xem có lỗi hay không. Tặng nhóm học online luôn. Một bộ nồi bao nhiêu tiền anh em, trước hay là sau hay là combo? Anh em vui lòng truy cập vào Zalo hoặc là Messenger Tay Ga Đình Tuấn để anh em biết được nồi trước hay là nồi sau, giá ok cho các bạn đọc. Rồi lúc này thì ECU không có mã lỗi. Rồi tất cả đều ok, con xe này không hụp, không yếc gì cả. Bây giờ muốn map cho nó lên.
Đầu tiên nó ở cái bản zin, chúng ta sẽ kiểm tra cái dữ liệu động cơ xem nó như thế nào. Rồi xong chúng ta sẽ map lên từng hạng mục một để chúng ta xem nó có thay đổi như thế nào hay không. Dữ liệu. Nổ máy em trai. Rồi các bạn xem xăng ở trạng thái zin. Rồi 53 độ C. Vòng tua máy đang chuẩn là 1500-1600. Combo hơn 600.000 Trần Quang Thái. Đúng không ạ? Inbox anh em lấy thử 1-2 bộ về nhà chơi. Dẫn tối cái motocam. Đây, đây tháp bộ nồi vào anh em sẽ có cảm nhận ngay. Đó, anh em nào cần thì comment. Nồi. Rồi chúng ta kiểm tra máy cái đã. 58 độ C. ECM tối ưu. Đúng không ạ? Rồi 53 5 8 9 dao động mà. Đấy, ECM đang hiệu chỉnh. Rồi, tất cả thông số này đều. Dòng tô máy này hơi nhỏ em trai ơi. Cho anh lên một chút xíu. Nữa đây. Chia sẻ đi anh em ơi. Ok, nữa xíu. Rồi, đẹp rồi. Thôi, được rồi. Rồi, tất cả đều đẹp. Rồi, ok. Thông số này là chuẩn, các bạn có thể chụp hình lại. Rồi, bên này hết. Rồi, thông số con xe này chuẩn nè, anh em chụp hình lại nè. Chụp hình lại nhá. Rồi, thông số này chuẩn luôn, không cần chỉnh. 18 triệu 800 anh em ơi, tặng nhóm học online, tặng bộ tài liệu nhá. 28 tháng 10 này khai giảng nhá. Anh em nào không mua máy thì mất phí 3 triệu nhá. Rồi, ok. Phân tích khí thải. Anh em chụp cái menu máy này lại. Rồi, thông số này đẹp như mơ hiền mờ luôn nè. Chuẩn không cần chỉnh nè. Chụp lại luôn đi. Cái này chuẩn thì không cần chỉnh nữa nhá các bạn. Đạt tiêu chuẩn với nhà máy sản xuất ra đấy. Rồi em đã chống lại anh VMAP. Rồi ok. Vậy bây giờ chúng ta sẽ remap. Chúng ta thoát hết menu ra. Rồi ok. Trạng thái ban đầu. Rút ra luôn cho anh em xem này. Rồi bây giờ chúng ta remap này. Rồi chúng ta chọn vào cái remap hàng gần cuối cùng, bấm enter là ok đấy. Ở đây chúng ta chọn cái dòng xe Honda là phổ biến nhất để chúng ta remap. Quá rẻ cho một cuộc tình. Nhiều ông mua cái phần mềm ở trên laptop hết mười mấy triệu thì thay vì thêm mấy triệu nữa mua cái máy, đúng không ạ? Khỏi cần đầu tư cái laptop. Đấy. Tiệm em ở Bình Định anh em ơi. Đấy, anh em nào cần tham gia khóa học thì các bạn inbox. Nhiều các bạn bây giờ mua phần mềm trên máy tính bay hết hơn 10 triệu. Rồi các bạn làm con laptop nữa, mẹ nó bay khoảng cần 20 triệu tùy theo dạng laptop. Thì các bạn đầu tư cái máy Honda. Chúng ta chọn vào cái bản remap ACG qua cổng Calai. ACG có nghĩa là sao? Là tất cả những cục IC bằng nhôm. Ở đây. Đấy, chúng ta vào cái trạng thái thứ 3 để chúng ta remap qua cổng Calai là tất cả cục IC bằng nhôm. Nhôm, nói chung là đề từ ấy.
vi sờ nó bằng nhựa nhưng nó cũng đổ nguyên khối, đó là ACG. Còn cái bản đầu tiên ở đây là Kenhin, là những cục IC bằng nhựa. Rồi cái ở thứ hai này các bạn chờ kế tiếp. Rồi tất cả cái này từ 2013 cho tới 2021. Các bạn vào cái phần remap 3 ở cái trang thứ 3 này là remap từ tất cả những cái dòng xe điện tử từ 2013 cho tới 2021. Nhớ vào đây, mình nhắc đi nhắc lại cho anh em xem like, anh em biết. Bấm vài like chia sẻ cho thầy đi. Ok. Thì ở đây nó có rất nhiều cho anh em để chúng ta chọn. Được chưa? 10.500 vòng RPM. Tùy chọn. Đây, tùy chọn để chúng ta chạy. Để có cảm giác tùy. Đấy, cái này là sự lựa chọn tùy. Ví dụ bây giờ chúng ta nạp 12.000 vòng RPM. Xong chúng ta lại về khoảng 10.000 vòng RPM cộng 4%. Xong chúng ta lại về map gốc là Rin. Như thế này là chưa mở, là về Rin. Ok. Vậy lúc này chúng ta sẽ demo hết công suất. Đó. Enter. Rồi nó sẽ hiện thị giá AB2018K66AV01 đang thiết lập. Đó, tự động nó nhận diện với xe và đời xe cho các bạn và anh em. À, xin chào ông lớn Nguyễn Hải Minh. Rồi, ok. Rồi, chuẩn bị phê này. Anh em đứng ở đây tí nữa, Tuấn sẽ hạ xe xuống. Đề ba cho các bạn xem. Em lui anh con Sirius ra này. À, tít 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 tít. Rồi các bạn đứng đây luôn, Tuấn sẽ chạy thử xe này luôn nhá. Kéo ga cho các bạn xem. Tít 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 tít. Đấy, ok, chuẩn bị lấy tiền đấy. Rồi anh em nào cần nâng cấp thì vô lòng comment cho Điền Tuấn, khoảng 30 phút kế tiếp sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn những biên bản kế tiếp. Anh em nào mua máy, đổi máy, vui lòng liên hệ cho tay ga Điền Tuấn. Đổi motorcycle lấy smart tune, đổi các loại chủng loại. Bản này full là 18.8. Anh em nào học online, tặng cho nhóm học, không có thì tặng quà. Cơm đi Dũng ơi. Chia sẻ đi cả nhà ơi. Trong cái thời gian đang nâng cấp thì chúng ta chia sẻ lên. Này nồi, xe này chạy nồi này. Nồi này. Đó, phun nồi trước nồi sau luôn. Còn anh em có thể sử dụng cái bản 9.8.000, 15.8, tùy theo cái số tiền của chúng ta ở trong tài khoản ngân sách, trong két sắt. Chạy phê như con TT. Không cần phải khui khoét như thế này nữa, nguy hiểm. Chết IC như dạ. Thì bữa nay chúng ta mở qua cổng Calai, ngày xưa là khui khoét này. Chết như dạ. Chết như chó con hết. À. Mười phút nha anh em. Con máy của em anh bỏ trong thùng này rồi. Đây, máy của em ở đây này. Văn Quyết mô tô bản R đây. Đấy, của Văn Quyết nó nằm gọn ở trong này hết rồi. Chiều nay gửi thôi. Đây, quyển tài liệu này. Sạc đa năng nè. Đây, của Văn Quyết mô tô. Phạm Văn Quyết, đây. R.
4R. Đây, cấp nguồn cho Văn Quyết xem cái đã. Trời ơi. Đây, Văn Quyết. Rồi, 9.9.4R. Ok. Ok. Số series của máy được mang ký hiệu 166526 chiều nay vào lô luôn nhá. Chiều nay đánh đầu cuối 100.000 lạng quạng lấy tiền máy, đánh 3 càng 526. Hoàng Uy gửi em SM chưa? SM nào anh em? Anh em comment lại giùm Đình Tuấn nhá. Sở Ma Tôn có rất nhiều bản nha anh em, 8.5 triệu, 9.8 triệu, 15.8, 18.8 bản full nhá. Nhanh tay tham gia khóa học ngày 28 tháng 10 nha anh em. Ok Hoàng Uy. Được chưa? Tám triệu rưỡi, ok, có mở tour đề từ luôn, chỉ 23-25 đổ lại nhá. Đây, 23-25 mở con này thôi. Và đọc full thông số, không làm được kỳ. Chuẩn bị lấy tiền, ra chúng ta để bô coi con xe nó nhẹ hơn hãng không. Rồi, xong. Rồi, chúng ta để nhẹ nhàng xuống đây, tắt khóa điện. Chúng ta để bô thử nhá. Con này mua hết trong về nhà chạy khoảng 80%, làm cái này chạy khoảng hết công suất 100% luôn nha anh em. Nè, lực nó nè. Phải không? Nhìn tay ga thấy nó chắc không? Nè. Chỉ cần anh em thợ mình ok giỏi thì chúng ta chỉ cần nhập tay ga không là chúng ta sẽ biết rồi. Đúng không ạ? Không hộp không bỏ ga nào luôn nè. Anh em nhìn vào cái km ở đây nè. Khi chúng ta vuốt ga nó không bỏ, có nghĩa là rất ok. Đây, xem thấy không? Đó, nè, tay ga làm lại nó nhẹ này anh em này. Vừa để vuốt. Đấy, cực kỳ phê. Đây, full này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại xăng xem có hao nhiều hơn trước khi chúng ta chưa remap không. Về nha. C
xem thông số, tự động nhận diện máy, dữ liệu động cơ. Ok như nhau. Đấy, không hao xăng nha các bạn. Đấy, vẫn ok, ECM vẫn điều chỉnh 5, 6, 7, 8% dao động nha. Đấy, thì tùy theo chúng ta nạp cái file ở như thế nào. Rồi, bây giờ lấy cái máy của Văn Quyết ra test luôn nha. Để chiều nay gửi luôn. Rồi, đây. Bây giờ map về zin nè. Rồi, test luôn cho anh em nha. Chiều nay lên đường nha. Rồi, ok, remap Honda vào Kenhin, vào tiếp tục chọn số hàng thứ 3, remap qua cổng Kalai ACG. Rồi, nó cũng nhận diện luôn cho anh em. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ nạp về lại map gốc. Rồi, series của máy 166526 nha. Mười phút một nha anh em, 10 phút lấy tiền một lần nha. 30 phút lấy tiền 30 lần nha, 3 lần nha anh em. Chiều nay hai con lên đường nha anh em, hai con bản R nha. Kệ nó ơi, đâu đúng, kệ nó. Đang nạp file mà sợ gì đâu. Thì anh em làm cái này tất cả nó đều nhận diện xe nhá. Mở tua IA. IA nhựa đi ăn. Gì? IC nhựa đi ăn hả? Ok. IC nhựa thì chúng ta vào cái phần đầu tiên Kenhin, tự động nó sẽ nhận diện về máy nha anh em. Rồi, A-Black đầu bò, lít cũ, SCR cũ và SH nhập. Chúng ta vào cái bản đầu tiên ấy. Qua cổng Kala, qua cổng Kenhin ấy, mở tua bằng Kenhin ấy, trang đầu tiên ấy. Huỳnh Trương ơi, làm cái bản 4R đi Huỳnh Trương ơi.
Nhớ trời mưa này các bạn mở tua và đồng thời lốp mòn các bạn tư vấn cho khách hàng thay luôn nha, để cho nó bám đường. Sướng lắm anh em ơi, chạy phê lòi. Trời lặn bao nhiêu thì lặn chứ chẳng bao giờ sợ hụp ga nữa. Để khách hàng sáng nhu cầu hụp ga, có nhu cầu gì chạy luôn là chúng ta nạp cái này vào là đề bô chạy luôn nhá. Không phải chờ tới 30 giây cho tới 1 phút nữa đâu. Ra là đề là chạy luôn đấy. Sướng không? Chẳng biết đời xe này đời bao nhiêu nó nhận diện luôn cái mã IC luôn. K66AV01. Còn xe Vision đệ từ thì sao ăn? Nó như vậy luôn. Nhá, mở như vậy luôn. Rồi bây giờ sẽ mở IC Vision đệ từ luôn nhá. Cứ qua cổng Calai ACG, ACG loại này này, để từ ấy, để êm ấy. Nha, cứ ACG là để từ. Rồi anh em chờ trong giây lát mình sẽ mở con Vision ở trong nhà luôn nhá. Chạy cực nhẹ. Nói chung là xe mới mua về khoảng 70%, 60% thôi. Làm cái này được 100% luôn. Nói chung là nhẹ hơn xe hãng gấp nhiều lần đấy. Rồi, ok, nạp phần mềm thành công. Bây giờ chúng ta di chuyển qua xe Vision nhá. Đây, Vision nè. Vision này cũng như nhau thôi, không có gì cả. Đây, còn có 4 con máy nữa là hết. Anh em thấy không? Anh em mua quá nhanh luôn mà. Đây, Vision nè. Rồi, dây điện chiều nay lại ship đi Đắk Lắk nè. Rồi cái này Vision này, đúng không? K44. Cái này khóa Sparky nha. Rồi qua cổng Calai này. Được chưa? ACG vào remap. Honda đây nè. Cứ xe nào để từ là chúng ta vào đây. Còn không phải xe từ thì chúng ta vào hàng bên trên là Kenhin. Nó đơn giản có hai hàng thôi, trên và dưới cùng. Rồi. Đây. 12.000 vòng RPM. Rồi Vision cái này được 2019, được mang ký hiệu K44PV91. Rồi con này 29 luôn. Mở được hết. Đó. Trời ơi, cứ vậy về nhà Văn Quyết cứ vào lượm lúa. Đấy nhá. Không cần phải biết là đời xe này bao nhiêu, vào tự động nó sẽ nhận diện. Đấy, khóa khóa chìa Sparky này. Rồi anh em nào có nhu cầu đổi máy các máy vui lòng liên hệ với Đình Tuấn nha, nhanh chóng nha. Mười phút lượm lúa.
ngồi rung đùi thôi, nó cứ kêu tít 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 tít. Về làm cái móc xiết vào đây này, độ cái móc treo nó lên. Rồi hai này chặt rồi đúng không? Rồi làm đây rút rút qua đây treo nó lên như thế này. Đấy, treo lên gương hoặc là để lên đâu ấy. Tít 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 tít. À, Cúc Phương, làm con này em trai. Nhanh còn kịp. Nhanh còn kịp, về Ninh Hòa mở tour nhanh không bọn nó ăn hết. 200 ngàn, 300 ngàn mở hết đi. Không mai mốt mẹ 50 ngàn không có mà mở đâu. Đấy, mai về nhà cứ làm một cáp. Treo ở đây, móc đây này. Ôi giời, Văn Quyết sao cứ thay đổi liên tục đấy nhỉ. Quốc Vương sau cái cuộc live stream trong cái fanpage này sẽ alo với anh em nhá. Múc nhanh mở tour 200-300 ngàn, múc nhanh sau này mẹ 50 nghìn cũng mở đấy. Dám cam đoan với anh em, ông nào chạy trước thì ông kiếm tiền trước, cuộc sống này là vậy. Người khôn người ta chuyên trị đi trước, đúng không ạ? Người ta gọi là đồng tiền trước là đồng tiền khôn mà. Ok, anh em nào có điều kiện thì chơi nhá. Mình không khuyến khích anh em đi vay tiền ngân hàng để mua máy nhá. Cứ vậy mở thôi, mai làm cái bảng cứ remap. Xe mới trong hết mua về chỉ có 70%, tôi dám đảm bảo cam kết với anh chị chạy khoảng 100%. Trên đời này ghét nhất là thằng bên này cầm máy mở tour lấy 500 ngàn của khách, thằng bên kia ngồi nhìn. Thằng này mở tour xong kêu tít tít, thằng bên kia nghe, thằng này mở tour xong nẹt ga ra bốc đầu phát, thằng kia nó thèm chơi. Cuộc đời này nó làm như thế. Đúng không Trần Quang Thái? Đó là quy luật của cuộc sống. Đúng rồi, bảo anh chị muốn làm con xe nhẹ tiết kiệm xăng thì làm cho anh ấy cái. Và đặc biệt nếu trời mưa gió này, anh em mở tour chạy cho nó nhanh về kịp về tới nhà nhá. Bởi vì nhiều con xe nó bị hụp á, chạy lâu về nhà lắm. Trời mưa gió nó lặn nữa. Thì chúng ta tư vấn với khách hàng là nạp một cái file này chạy cho nó nhanh tới nhà, cho nó khỏi mưa gió. Anh em hiểu không? 18.800.000 em tặng bộ tài liệu, tặng nhóm học online, demo hết công suất. Tặng nhóm học 15 đêm xử lý tất cả những dòng xe này từ khóa Smoky cho tới ban bận. Nhanh anh em ơi, luyện công để mùa Tết này lượm quả, lượm lúa. Ngồi live stream cho anh em cầm máy này cũng rung hết cả tay này. Mở hết cả xe, xe nào cũng mở thua hết. Nhỏ ơi. Ok Hoàng Nương, đổi Motocan lấy Smartoon, comment inbox với em. Messenger hoặc Zalo. Điên phở đi, bảo anh chị qua này ăn phở luôn cho nó nhanh này, đúng rồi. Đúng, bảo qua này ăn phở luôn khỏi ăn cơm. Và chờ lấy lốp luôn là vừa. Rồi, lúc này nâng cấp phần mềm thành công, chúng ta tiếp tục di chuyển tới cái ổ khóa, chúng ta tắt bật khóa điện.
Con này làm bộ nồi một cái anh em ra dở cái đầu nó lên luôn nha. Riêng bây giờ này anh em nạp một cái file làm bài nồi ra dở đầu nó lên luôn, chạy một bán sau. Riêng dòng xe Vision này anh em biết tại sao không? Nó đề ba cực kỳ là nhẹ, hai nữa cái xác nó cực kỳ là nhẹ nên chúng ta để bô chạy nó cực sướng. Làm bài nồi map cho nó vào một cái file thì riêng con xe Vision này ra chạy một bánh sau, không cần chạy bánh trước bởi vì nó nhẹ tới mức độ như vậy nha anh em. Đó, cực kỳ là nhẹ. Ok. Rồi bây giờ buổi trưa thì chúc tất cả anh em ăn cơm ngon miệng, ôm chị nhà ngủ một giấc nhá. Chiều dậy lượm lúa tiếp. Bây giờ mình nâng cấp phần mềm ship máy cho anh em. Tiếp tục cập nhật. Rồi bây giờ ở phút 90 bù giờ anh Quyết có sự thay đổi là đổi cái máy sạc đa năng chuyển qua bộ dây, đúng không? Ok, máy em đưa vào vị trí cũ. Thay đổi di chuyển từ cái cục sạc. Rồi qua cái bộ dây. Ok. Chọn cho anh một bộ dây. Về nhà anh nghiên cứu, anh đọc thông suất tất cả ở trong này có dây điện gì, hoạt động làm sao. Rồi chốt cho anh. Anh có thay đổi ở phút 95 cộng nữa không? Đó. Rồi tiếp tục cái bản này là cái bản ER bộ dây điện. Hôm nay lại lên đường tiếp. Rồi anh này ủng hộ bộ dây điện rồi. CKB cục mô bin sườn. Anh này ủng hộ bộ dây điện hai bộ nồi sau. Đó. Rồi anh này ủng hộ bộ dây điện. Rồi tất cả anh em nào có đồng hồ hư gửi tặng cho mình cảm ơn tất cả anh em nhiều. Đồng hồ này có người lại gửi cho nữa này. Đó. Nghiên cứu sau tương lai lại dạy sửa đồng hồ. Mà tốt nhất các bạn đừng nên học cái này làm cái gì. Chỗ các bạn hư thì các bạn quăng cho mấy cái ông mà điện tử ấy, nó sửa rệt rệt. Nó lấy khoảng 200 cho nó nhanh. Rồi xin chào anh em nhá, mình ship hàng đây. Đây tiếp tục bộ dây điện này, khóa sờ khóa chìa đi Đắk Lắk trả lại cục IC cho Đình Tuấn nhá. Đó, ngày hôm qua chốt hàng hết rồi. Rồi thì Motocan lại đổi Smart Tool thì con này tiếp tục chiều nay. Con này đi ở sân bay Nội Bài, ở đâu nhờ? Ở thị trấn Sóc Sơn. Con này giá rẻ còn hơn cả cho. Rồi Sóc Sơn chiều nay lên đường luôn. Đấy, OCK. Cái này gần sân bay Nội Bài, Hà Nội. Ở thị trấn Sóc Sơn, gần chợ cháy nha các bạn. Rồi, gần chợ cháy Sóc Sơn cũ. Thì người anh em này đồng ý mua con này giá rẻ, về nhà dán con tem logo mang thương hiệu cửa hàng mình vào. Bấm tít tít cáp đồ đầy đủ nhá. Em nghe anh ơi. Dạ sao anh? Rồi, rồi anh xóa bỏ cái lỗi ấy đi. Rồi, bây giờ là vô nghe xong đây. Rồi, ra đằng sau. Đúng rồi, nó có rắc DC đấy, đúng rồi. Một rắc đấy, kia cái rắc kia, rắc không ghim gì đó. Đúng rồi. Đúng rồi, phải nhờ một người cầm điện thoại, một mình ăn làm không được đâu. Kêu vợ ra cũng được, kêu em ơi, anh nhờ tí. Rồi,
Rồi anh đếm màu dây, quay bảo bảo cu quay sát vào cái rắc cái đi. Đâu? Đây ba cái rắc này nó nối đồng cái máy này nè. Đồng máy mô tô cao đó. Rồi, anh cắm vào luôn cho em. Đây là IC này, em là chủ xe màu dây là IC đâu. Rồi, IC múc luôn. Rồi, mở khóa điện lên. Quay căng đét vào cái điện thoại đi, vào cái máy đi, chói quá không nhìn thấy gì hết. Anh nhìn được, anh nhìn vào điện thoại được thì em mới nhìn được. Không nhìn thấy gì luôn, chói quá. Ok, kết nối với xe. Mở khóa điện chưa? Yamaha già mà ham. Ok. Ok. Rồi chọn tới SI, chọn hết xuống dưới đi. Nữa, S này S cũ rồi. Ok, nữa đi. Nữa đi chứ, thoát ra. Chọn xuống nữa đi. Nữa. Rồi vào thử cái đó coi nào, không được thì chọn tiếp, ok đi. Cứ tập làm cho nó quen. Rồi, xóa lỗi. Xóa lỗi, reset. Rồi. Ok. Tắt khóa điện, mở lên. Tắt và mở lên on. Tắt khóa điện, mở lên lại chưa? Rồi. Ok. Rồi thoát ra. Chỉ tiếp cho nó nhớ. Ad sai nó có nhiều loại. Thoát ra tiếp. Rồi chọn xuống. Chọn nhanh lên. Nữa. Nữa đi, bấm liên tục đi. Nữa nữa nữa, chọn xuống. Tiếp chọn nhanh lên. Cứ chọn đi. À, dưới luôn. Nữa. Rồi, ok. Xóa. Tắt khóa điện, mở lên on luôn. Ok. Đấy. Ok luôn đi. Rồi anh thoát ra nào, anh thoát ra nào. Rồi anh quay lên cái đồng hồ em nào. Đâu cho anh kiểm tra lại cái jack DC nào. Dây xanh lột vào chưa? Đâu đâu, kiểm tra lại cái jack nào. Anh quay em cái jack cắm đi. Không không không, cái jack kìa, anh quay em không nhìn thấy jack mà. Rồi jack em mấy giây, 3 giây đúng không? Rồi làm lại em cái nữa đi.
Bật khóa điện lên. Rồi xóa cái nữa, xóa đi. Rồi ok. Rồi nhìn lên đồng hồ coi. Nhìn lên đồng hồ tắt chưa? Rồi anh làm lại em cái nữa nào, soi vào cái điện thoại trong cái máy đi. Rồi ok đi. Ok. Rồi tắt chưa? Tắt chưa? Rồi ok, nổ máy luôn đi, đề luôn đi. Đề, đờ đi. Nổ chưa? Rồi lấy tiền, tí nữa lấy 100 vào dữ liệu động cơ, thông số hiện hành đi. Quay vào cái điện, quay vào cái máy đi. Ô xì kê, thông số hiện hành. Chuẩn bị chờ ngày 28 này vào học sẽ ok hết. Rồi. Rồi, nhiệt độ máy 27 độ, còn nguội đúng không? Xe mới nổ máy đúng không? Rồi, trời bữa nay thời tiết ở ngoài có mưa không? Rồi, có mưa nó lặn đúng rồi, 29 độ, từ từ nó sẽ lên dần dần. Thấy chưa, nó lên đó. Rồi, nhịp nhịp ga đi. Bảo thằng cu con kia nhịp nhịp, bảo thằng con, con ơi, con nhịp cho bố chút. Rồi, ok, bấm mũi tên đi xuống. Rồi ok, dòng tủ máy ok đó, góc nấn lửa ok, thời gian full ok đó. Xuống tiếp. Rồi ok, xe này bị sao mà có lỗi vậy? Bây giờ nó mang tới mình đúng không? Có xe của em. À, tưởng xe của khách lượng 2 lít. Xe của mình thì miễn phí nhá. Xe của mình thì làm miễn phí. Rồi, ok anh. Rồi, tập xóa lỗi đi cho nó quen. Phải ghê gớm. Rồi, xin chào mọi người nhá. Lại gọi tiếp, vẫn chưa ổn, vẫn gọi tiếp. Sao anh? AF á hả? Novo thôi. Như xe đi giờ mình chỉnh ra thì lớn nhỏ mình vô mô tô sạc anh 7 mình đi đường nào? À đâu anh, F-size nó có cái lỗ chỉnh vít rõ ở bên hông á anh. Không, cái này nó phun xăng mà. Nó phun xăng sao, anh nói sao? Đấy là bây giờ ra đi nhỏ đúng không? Rồi. À đâu đâu cần, anh dùng cái vít dẹp anh chỉnh chứ, đâu có máy nào chỉnh được garanti đâu. Ở bên hông nó có cái lỗ đấy, anh thò con vít gió vào anh chỉnh. Ở bên côn đấy, ở bên tay côn đấy, ở bên mâm điện đấy. Chứ máy không có máy nào chỉnh được garanti nhá. Máy là để cho mình coi thông số thôi. Bữa nào con nghiên cứu các ông nào sản xuất ra có cái máy nào chỉnh được garanti thì bán tiếp tục, mua tiếp tục, đầu tư bán cho anh em nhá. Còn hiện tại máy thị trường thì không có bố nào chỉnh được garanti cả. Đúng không ạ? Chỉ có tay chỉnh được garanti thôi. Anh em công nhận không? Để bộ. Để ít nữa Tuấn Bảo mới nhà sản xuất mới ông nghiên cứu coi chỉnh mẹ garanti bằng máy, bấm này garanti to, bấm này garanti nhỏ. Ok không? Hiện tại là chưa được.
Rồi hết phim. Hạ Dũng, Hạ Dũng này chuyên cười đều anh. Giữa cái thằng em trai này về, thằng anh nó nói thằng em cười đều. Rồi, để Tí Tuấn cập nhật phần mềm tiếp tục cho anh em cái đã đi. Rồi, bye bye.